Hello, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Suy Nguyễn Update anh em. Thì hiện tại thì cái tool Unlock tool nó đang bị cơ crack được nha anh em. Thì anh em tranh thủ vào tải và sử dụng thì chắc chắn là nó sẽ fix lại trong thời gian ngắn nhất. Rồi thì cái link thì mình sẽ để ở dưới cái video này nha anh em. Thì anh em tải cái tool này. Đó, và cái link mình sẽ để dưới video rồi anh em giải nén ra. Thì nó có 3 file như thế này, thì anh em bấm vào cái file cuối cùng này. Rồi. Nói chung là anh em phải có tài khoản nha anh em phải đăng ký một cái tài khoản. Rồi anh em enter vô, nói chung tài khoản đó không cần nộp tiền, không cần mua bản quyền. Anh em chỉ cần đăng ký một cái tài khoản thôi. Một tài khoản bất kỳ nha anh em. Đó. Sau khi mà anh em đăng ký cái tài khoản xong á, thì anh em bấm vào đây, giải nén ra nè. Run admin. Chỉ quyền admin. Nhớ là anh em là phải có cái tài khoản nha anh em. Rồi, đợi nó lên. Anh em có thể tham khảo. Nói chung là anh Lực Tuân thì phí nó một năm thì tầm 1.000.000 á. Thì anh em tận dụng cơ hội này thì anh em vào về phạt cái tool. Đó, anh chung anh em lập ra một cái tài khoản nào đó. Rồi anh em login thôi là nó tự động đăng nhập vô luôn, không cần phải tài khoản VIP, tài khoản thường gì hết. Rồi ở đây thì nó có rất là nhiều dùng iPhone này anh em. iPhone thì hiện tại nó có Hello này, WeBot Hello, WeBot ẩn in cloud rồi RAM leak rồi nó có hết này anh em, passcode nữa này, token nữa này. Đó thì anh em tranh thủ nha. Rồi video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy hay thì like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi tạm biệt tất cả các anh em.